xin chào mọi người. Mình là Quỳnh và hiện tại thì Quỳnh đang phát live trên trang bay Quỳnh Tây chuyên hàng Thái cao cấp với hai số điện thoại hotline là 02871065888 và 0888117888. Để đặt mua hàng nhanh nhất và để được tư vấn nhiều hơn thì tốt nhất các bạn nên gọi đến hai số hotline này nhé. Hôm nay thì Quỳnh sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bí quyết giúp dưỡng trắng da, hồng da và nó còn giúp tốt cho sức khỏe, phòng chống bệnh ung thư, tốt cho tim mạch. Và còn một cái nữa chắc chắn mọi người rất thích, đó là giá cả hợp lý. Còn một điều nữa, đó là không có sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Rất là nhiều người thích lo dưỡng da nhưng mà lo sợ là không biết là có tác dụng phụ gì sau này hay không. Rồi trên mạng có nhiều cái bài báo đồn đoán, rồi người ta viết tùm lum ra là trắng da sẽ làm cho các bạn bị rộng trứng, rồi bị những cái vấn đề gì tùm lum tà la về sức khỏe hết, làm cho mọi người hoang mang. Nhưng mà bây giờ không thích cái làn da đen, muốn được trắng, hồng hào để có thể diện những cái bộ đồ màu sắc sặc sỡ hoặc là những cái bộ đồ hở, thì bây giờ phải làm sao đây? Yên tâm, bản thân mình là một người rất là kỹ tính trong cái vấn đề lựa chọn sản phẩm. Mình đặt cái vấn đề sức khỏe lên hàng đầu, bởi vì nói thật là người Quỳnh rất là yếu, từ nhỏ đến lớn là hay đau ốm đủ thứ triền miên. Nhưng mà từ khi Quỳnh sử dụng cái bộ sản phẩm trắng da này, thứ nhất là người Quỳnh nó khỏe. Khi mà mình khỏe thì tự động da dẻ mình nó hồng hào. Cái hồng này đó là do là trong người mình nó khỏe, nó tự hồng, chứ không phải là như mình trang điểm, nó hồng đều toàn thân luôn. Rồi khi mà mình dùng cái này thì mình thấy là người mình không có bị mệt, ít đau ốm vặt hơn. Trước đây thời tiết mà lúc nóng lúc lạnh thì là mình hay dễ bị cảm, bị sốt, nhưng mà bây giờ thì rất là khỏe luôn. Nếu mà bạn nào theo dõi những cái live stream của Quỳnh từ cái ngày đầu mà Quỳnh mới hình thành shop đó, thì các bạn sẽ thấy là mỗi lần Quỳnh nói chuyện, Quỳnh hay sụt xịt lỗ mũi, rất là dễ bị ốm, cứ thỉnh thoảng là thấy ốm vặt, rồi người mệt mỏi xanh xao. Nhưng mà bây giờ thì nhìn rất là mướt mát, nhìn rất là tươi trẻ khỏe. Không để mọi người đợi lâu nữa đâu, Quỳnh sẽ chia sẻ ngay lập tức cái bộ sản phẩm này đây. Đây là chọn bộ sản phẩm mà Quỳnh đã và hiện tại thì mới dùng lại được mấy ngày nay. Quỳnh dùng cái bộ này thời gian trước là Quỳnh dùng 6 tháng và da Quỳnh rất là trắng, người Quỳnh rất khỏe luôn đó. Sau khi Quỳnh thấy da đẹp rồi thì Quỳnh ngưng, Quỳnh không có xài nữa. Nhưng mà dạo gần đây thì mình thấy là trời bắt đầu là nắng quá nè, mình bắt đầu mình sợ mình bị da mình nó xấu, nó đen, nó sạm. Tại vì mình hay làm việc di chuyển bên ngoài nhiều nên là Quỳnh quyết định là sẽ dùng lại khoảng 1 tháng để nó bảo vệ da của Quỳnh. Mà nó là bữa giờ là muốn dùng lại 1 tháng là da đẹp hơn, khỏe hơn. Nhưng mà thật sự là uống bữa quên, uống được 2 bữa, cái quên 1 bữa, uống được 1 bữa, quên 3 bữa. Hôm nay chắc là kể từ hôm nay trở đi là phải ráng uống siêng năng để mà mình cho mọi người nhìn vào, mọi người thấy là ngày càng da mình càng trắng hơn, hồng hơn, thì cũng có một chút động lực cho những cái bạn nào đang dùng bộ sản phẩm này là cảm thấy là tin tưởng, coi như là mình cùng uống chung đi ha. Mỗi ngày khi mà Quỳnh live stream trò chuyện với mọi người thì chúng ta sẽ cùng lấy thuốc ra uống luôn. Ai dùng sản phẩm nhà Quỳnh thì cùng lôi ra sử dụng luôn, thì như vậy thì chúng ta sẽ không có bị quên. Rồi, Quỳnh sẽ nói trước về cái viên uống Glutacomplex 800 này. Cái này là viên uống chủ chốt để làm trắng da. Bạn nào mà da đen nè, dù đen cỡ nào, chai lì cỡ nào, dùng nó cũng hiệu quả. Nhưng mà nếu mà đen quá, chai lì quá thì phải dùng lâu hơn nha. Quỳnh thì da ngâm đen, nhưng mà nó cũng không có đến mức là chai lì quá thì Quỳnh dùng 6 tháng. Bạn nào chai lì nhiều thì dùng khoảng 7, 8, 9 tháng là ok. Nó còn có cái công dụng là giúp mờ thâm nám, đốm nâu, tàn nhang, giúp tăng cái sức đề kháng cho da, giảm nguy cơ nổi mụn, giảm nguy cơ nổi dị ứng. Bạn nào mà da yếu mà hay bị nổi mụn thì uống cái này, cái da nó ngày càng khỏe lên dần thì nó sẽ giảm mụn dần. Rồi bạn nào mà ăn hải sản dễ dị ứng nè, dị ứng thời tiết khi mà đi xa nè, như mình là một người là cơ địa xấu. Đợt trước mình đi Thái, vừa mới đến Thái là nổi mề đay nguyên một cánh tay bên này, nổi hết lên, và mình ngứa quá mình gãi thì nó để lại nó bị xước da ra, rồi nó rỉ nước ra, thế là nó làm cho Quỳnh để lại những cái vết tổn thương rất là đậm màu. Nếu mà bạn nào mà nhớ cái thời hồi tháng 2 năm ngoái thâm nguyên một cánh tay, nhưng mà bây giờ thì nó đã mờ sạch rồi. Đây Quỳnh lại gần, không biết mọi người còn thấy không, nó hơi có một cái đốm nhẹ thôi. Đó là do là mình uống một đợt xong rồi bắt đầu là nó sáng màu lên là Quỳnh không uống nữa, nên là bây giờ nó đã mờ rồi. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì cũng còn hơi chút xíu. Nếu mà bây giờ muốn hết sạch luôn thì Quỳnh chỉ cần uống chừng một tháng nữa là không còn thấy gì luôn. Đang định uống lại luôn cho nó mờ sạch luôn nè. Lần trước ghê lắm, không có cái điện thoại ở đây chứ không Quỳnh sẽ mở cái hình ảnh hồi đợt Quỳnh bị cho các bạn xem. Các bạn nhìn thấy là tưởng tượng như là cái tay không bao giờ có thể cải thiện được, cứ chấm chấm đen mà nguyên một vùng lớn luôn. Cảm thấy khủng khiếp lắm. Đợt đó là không có dám mặc áo hở đâu, lúc nào cũng phải mặc
thêm một cái áo khoác nữa. Bây giờ thì tự tin thoải mái rồi, nên ai bị những cái vấn đề như là thâm mụn, thâm do bị phỏng, rồi những cái vết ví dụ như là ngứa ngáy mà mình gãi, những cái vết dị ứng á, các bạn gãi nhiều thì để lại thâm, thì các bạn dùng cái viên uống này nó sẽ giúp các bạn mờ thâm rất là nhanh chóng, rất là ok. Một loại này thì 30 viên, mỗi ngày các bạn có thể uống từ 1 đến 2 viên sau bữa ăn. Nếu mà uống 2 viên thì sáng 1 viên, trưa 1 viên, còn uống 1 viên thì uống sau bữa ăn sáng cũng ok rồi. Cái trắng da thì nó sẽ hấp thu tốt nhất là vào ban ngày. Nếu mà các bạn lỡ quên thì chiều tối uống cũng được, nhưng mà nó sẽ bị giảm cái hiệu quả đi so với ban ngày. Ban ngày là cái thời gian mà tái tạo da, đào thải gọi là tốt nhất. Và khi mà dùng cái này thì các bạn nên kết hợp với lại nước cam, nước chanh, những cái loại mà có vitamin C. C mà kết hợp với trắng da là một bộ đôi rất là tuyệt, giúp các bạn hồng da nhanh nè, mờ thâm nhanh nè, da khỏe hơn. Rồi một ngày các bạn nên uống khoảng 2 lít nước trở lên. Thì cam đoan luôn là da mượt ơi là mượt, mà nó đào thải hắc sắc tố nhanh. Cái quá trình hoạt động của cái viên uống này, đó là khi mà thuốc vào người, nó sẽ bắt đầu nó thay đổi cấu trúc da của các bạn. Ví dụ bây giờ đang là cấu trúc da vàng như thế này, da sậm màu, các bạn uống vào tự nhiên nó biến đổi thành một cái cấu trúc da khác, rồi nó đào thải các sắc tố ra ngoài theo đường đi vệ sinh, theo đường nước tiểu. Thì các bạn càng uống nước nhiều bao nhiêu thì nó lại càng đẩy nhanh hắc sắc tố ra ngoài bấy nhiêu, thì như vậy các bạn sẽ trắng nhanh. Còn nếu mà bạn nào lười uống nước, ghét uống nước thì sẽ bị trắng chậm đó. Quỳnh nghĩ là nếu mà muốn đẹp thì phải cố gắng thôi, tại vì Quỳnh là một người cực kỳ ghét uống nước, ghét lắm. Thích uống nước nào mà nó có hương vị một chút xíu, nên là Quỳnh thường hay lấy nước nước lọc, Quỳnh pha thêm vài giọt siro, hoặc là mình uống nước dừa, nước cam, nước chanh. Có nghĩa là mình có thể uống tất cả các loại nước, miễn sao là một ngày nên uống khoảng 2 lít nước thì ok, trừ nước ngọt ra nha. Không nên dùng nước ngọt có ga đâu, béo bụng, rồi nó còn có nhiều vấn đề khác nữa. Trong nước ngọt có ga là rất là nhiều đường, và tốt nhất không nên chọn nước ngọt có ga, chọn sinh tố là ok, nước dừa cũng được, rau má, sữa đậu nành, nói chung là đều ok hết, trừ nước ngọt nha. Nếu mà bạn nào mà bây giờ lười quá, không có muốn mỗi ngày đều phải pha nước cam, nước chanh để kết hợp chung với cái này để da màu hồng, thì các bạn có thể là mua cái viên cherry. Ở đây mình có cái viên này là viên vitamin C chiết xuất từ cherry. Một viên cherry này hàm lượng là 1000mg, có nghĩa là hàm lượng rất là cao của chứa vitamin C đó. Khi các bạn dùng thì các bạn sẽ thấy là cái sức khỏe của các bạn nâng lên, tăng khi mà gọi là gì ta, tăng hệ miễn dịch lên, thì nó sẽ giảm nguy cơ bị mắc những cái bệnh cảm cúm thông thường. Ai mà hay bị đau ốm mặt thì uống cái này các bạn sẽ thấy khỏe, giống như kiểu là ngày nào các bạn cũng uống nước cam, nước chanh thì người các bạn sẽ khỏe đó. Đây nha. Hoặc là ví dụ như có những bạn mà đang bị ốm thì người ta hay kêu là ráng uống nước cam, nước chanh đi cho người mau khỏe, thì bây giờ không uống nước cam, nước chanh, uống viên C này cũng được. Hàm lượng C là bằng biết bao nhiêu quả chanh rồi. Mùi cũng rất là dễ uống, mình thấy là mùi nó nhẹ nhàng bình thường, không có mùi gì kiểu là nồng đâu, nên các bạn nào mà sợ uống thuốc thì đừng có lo, cực kỳ dễ uống. Cái lọ cherry này thì mình không hiểu sao họ lại làm 45 viên, nên là sẽ sử dụng được khoảng 1 tháng rưỡi, mỗi ngày uống 1 viên sau khi ăn. Còn cái lọ Glutacomplex 800 này thì chỉ có 30 viên thôi. Cái này mình không hiểu lý do vì sao họ lại làm như vậy nữa. Có loại nho trung bộ luôn. Nho này thì công dụng của nó là sẽ giúp tốt cho tim mạch, phòng chống bệnh ung thư, tốt cho những ai đang bị suy giãn tĩnh mạch. Khi mà các bạn bị suy giãn tĩnh mạch thì các bạn sẽ cảm thấy đau nhất, thì dùng cái này nó sẽ làm dịu được cái cảm giác đau nhất đó, nó đỡ hơn nha. Rồi nó còn giúp cho những ai mà bị tổn thương da mau lành. Mình ví dụ như là có những bạn là vừa mới bị té xe nè, vừa mới phẫu thuật nè, tai nạn nè, hoặc là các bạn bị những cái vết chảy xước. Cá nhân Quỳnh là Quỳnh hay bị hai cô chó ở đằng sau cào xước Quỳnh. Ngày nào mình giỡn với nó thì nó cũng hay cào, làm cho mình bị rách chân, rách tay. Thì da của mình nếu mà yếu thì nó sẽ rất là khó lành vết thương. Thì Quỳnh hay uống cái viên nho này, nó sẽ giúp cái vết thương mau lành hơn và nó không có để lại sẹo thâm. Khi mà Quỳnh dừng cái viên uống trắng da này, nhưng mà Quỳnh vẫn uống viên nho và viên cherry mỗi ngày. Cái này là mình uống hoài, quanh năm suốt tháng luôn. Mình coi nó như là một cái dạng thực phẩm chức năng, bổ sung dinh dưỡng, bổ sung sức khỏe cho Quỳnh. Còn cái viên này là mình chỉ cần uống khi nào mà mình uống trắng thôi. Cứ một lọ là 1,2 triệu, một lọ là 1,2 triệu nếu các bạn mua lẻ. Còn nếu mà các bạn mua chọn bộ 3 lọ này, như thế này là một bộ, thì chỉ có 2,5 triệu thôi. Nên là mình khuyến khích các bạn mình nên mua cả bộ đi cho nó rẻ, đỡ được biết bao nhiêu thứ tiền. Chứ còn mà nếu cứ mua lẻ ra thì cứ 1,2 triệu.
Tại vì công ty họ sản xuất ra là họ sản xuất cả bộ, nhưng mà có nhiều cái nhu cầu của các bạn là muốn mua lẻ và bất kỳ một loại nào trong này, nên là mình buộc mình sẽ xé lẻ ra, thì đương nhiên cái giá xé lẻ ra nó phải khác rồi. Chứ nếu mà bán cái giá bình thường đi, thì nếu mà các bạn cứ ai cũng mua cái viên uống trắng da chừa lại hai cái lọ này, không ai mua hết, thì Quỳnh cũng không biết làm gì với hai cái lọ này, nên buộc lòng là mình phải bán cái giá nó cao hơn để bù trừ qua lại cho nhau nha. Nên là tốt nhất cứ mua cả bộ đi là ok rồi. Sẽ có những người là da đen nhiều nè, muốn trắng nhanh, muốn trắng cấp tốc mà bây giờ chưa kịp dưỡng trắng, bây giờ sắp tới là sẽ làm cô dâu, sắp tới là chuẩn bị đi chơi nè, đi biển, đi bơi rồi mặc bikini hở ra mà bây giờ da chỗ đen chỗ trắng rồi không có đều màu, da xấu thì phải làm sao? Hoặc là có nhiều người thì da ngâm đen, lâu lâu đi chơi đi tiệc trang điểm kỹ lên, tự nhiên cái mặt trắng, cái cổ, cái tay, cái chân, cái lưng đen thui, thì như vậy thì nhìn nó cũng bị lệch lạc tông, mới nhìn cũng kỳ. Thì đây là cái giải pháp cho các bạn, kem ten vệ cứu tinh, kem snail white tinh chất oxen. Cái này thì cái này gọi là kem trang điểm cho body và dưỡng trắng da, nuôi da khỏe luôn, giúp dịu những cái nốt đỏ của da. Tại vì trong này có cái tinh chất là nhớt từ con oxen đó. Con ốc sên mà khi nó bị vỡ cái vỏ thì nhờ cái tinh chất nhớt này sẽ giúp cái vỏ của nó lành lại. Thì bạn nào mà đang bị tổn thương da, bị những cái nốt đỏ thì bôi cái này nó cũng sẽ giúp dịu hơn. Mình thấy là ví dụ những người như là Ngọc Trinh nè, là có hay sử dụng những cái kem trang điểm cho body để cho cái da của cô đó là trắng hơn nữa. Và những cái bạn hot girl, ca sĩ, diễn viên lúc nào họ cũng dùng cái loại kem trang điểm cho body khi họ đi tiệc hoặc là đi chụp ảnh. Ở đây thì mình chỉ nhập về cái loại Snail White này, là cái giá mức độ trung bình. Quỳnh cảm thấy là người Việt Nam mình thì ai cũng vừa túi tiền, với thứ hai là Quỳnh dùng Quỳnh cảm thấy là nó tốt, giá hợp lý mà nó tốt nữa. Và sản phẩm này cũng rất là nổi tiếng tại Thái. Nếu mà bạn nào từng đến Thái thì khi các bạn đến cái chỗ mà để soi chiếu đóng mọc á của hải quan á, các bạn sẽ thấy cái bảng quảng cáo sản phẩm này, rồi đi trên đường cũng thấy những cái bảng poster quảng cáo. Và bất kỳ một cửa hàng tiện lợi 24 giờ nào hoặc là cửa hàng mỹ phẩm nào cũng sẽ thấy kem Snail White tinh chất oxen, thì là nó rất là nổi tiếng, rất là thông dụng ở Thái và được người Thái tin tưởng sử dụng. Bản thân Quỳnh thì cũng dùng rồi, nhưng mà mình nói thật là Quỳnh rất là lười bôi cho body mỗi ngày. Tại vì mình chăm con nhỏ nên mình lười bôi kem lắm, mình thích chọn uống thôi cho nó nhanh. Còn kem Quỳnh chỉ dùng khi nào mà Quỳnh đi chơi thôi. Bữa nào mà mình đi tiệc nè, là mình bôi một phết một lớp này lên, để đi tới đó là trong mình nó càng bật tông, càng tỏa trắng lên nữa. Nên là bạn nào mà muốn sử dụng để làm lớp trang điểm cho body thì chắc là rất là lâu. Một lọ này Quỳnh nói thật Quỳnh xài 2 năm chưa hết. Hay là do là mình ít đi chơi quá ta, chỉ khi nào đi chơi mới dùng thôi, một lọ này 2 năm chưa hết. Còn có những bạn khách nào mà muốn dùng bôi mỗi ngày để dưỡng trắng da thì một lọ này là 1 tháng nha. Ok, test thử cho mọi người coi nè. Nó rất là mịn, nó không có lộ vân kem, không nhớt nhát khó chịu mà nó trắng. Không biết thấy rõ không ha. Tại dạo này da mình uống thêm cái viên uống trắng da nên nó cũng bắt đầu là nó trắng lên nữa rồi. Sợ là mọi người không thấy rõ khi Quỳnh test kem. Bên này thì dù có trắng nhưng mà vẫn cảm giác là cái da nó vàng. Nó không có phải kiểu trắng xứ như là người châu Âu. Nhưng mà tay bên này, Quỳnh bôi cái kem lên rồi, các bạn sẽ thấy là nó trắng mà nó mịn, kiểu trắng xứ, trắng hồng. Đó, đây nha, thấy không biết là thấy rõ không ạ? Bên này vàng hơn, bên này trắng hơn. Nên là dù là da bạn có trắng sẵn rồi, nhưng mà chắc chắn là nếu mà không phải là sinh ra da trắng sẵn kiểu người da ngâm đen như Quỳnh, dù bạn có dưỡng kem cỡ nào thì nó cũng sẽ có một cái lớp hơi ẩn vàng vàng ở dưới. Thì nếu mà bạn muốn nó càng trắng xứ hơn thì bạn mua thêm cái lọ này, 600.000 một lọ thôi, rất là rẻ. Mà sử dụng để mà trang điểm body thì lâu lắm, mình đây chắc cũng còn phải 1/3 cái lọ này, chắc xài 3 năm mới hết quá. Ok mọi người, trong suốt quá trình mà mọi người sử dụng sản phẩm, nếu cảm thấy có những vấn đề nào thắc mắc cần được tư vấn nhiều hơn thì cứ đặt cái câu hỏi ở đây cho Quỳnh, hoặc là gọi đến số hotline giúp Quỳnh nha, sẽ có chuyên viên tư vấn nhanh hơn. Số điện thoại là 02871065888 và 0888117888 nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Quỳnh trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn và chào tạm biệt.